Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Xuyên Mộc, trong hơn một tháng qua, trung bình mỗi ngày, huyện ghi nhận trên dưới 100 ca lây nhiễm trong cộng đồng, có ngày ghi nhận gần 150 ca. Tuy nhiên, trong tuần qua, số ca cộng đồng đã giảm. Trong tuần qua, từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4, trung bình mỗi ngày, huyện Xuyên Mộc ghi nhận trên dưới 50 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, giảm một nửa so với những ngày trước đó. Đa số các ca mắc COVID-19 đều ở thể nhẹ và được chỉ định điều trị tại nhà với sự đồng hành của nhân viên trạm y tế lưu động địa phương. Nhằm hạn chế dịch COVID-19 lây nhiễm, công tác tuyên truyền đang được huyện Xuyên Mộc đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân, chủ động khai báo tình trạng sức khỏe khi mắc COVID-19, tuân thủ nghiêm các quy định của Bộ Y tế trong quá trình cách ly, điều trị tại nhà. Huyện Xuyên Mộc cũng tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, thực hành nghiêm 5K, tiêm vaccine mũi 3 để hạn chế nguy cơ mắc bệnh và chuyển nặng khi mắc bệnh COVID-19.